Đây là chương trình tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sau đây là bản tin chi tiết. CNN cho biết ông Donald Trump liên tục gọi Tổng thống Obama là người sáng lập của ISIS và gọi bà Hillary Clinton là người đồng sáng lập. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa này còn gọi đầy đủ tên họ của Tổng thống Obama là Barack Hussein Obama và nói rằng ISIS đang tôn vinh Tổng thống Obama. ABC News cho hay bà Hillary Clinton dự kiến vài ngày tới sẽ công bố tờ khai thuế 2015 của mình. Bạn đồng hành đứng phó của bà, ông Tim Kaine, dự kiến cũng sẽ công bố hồ sơ khai thuế trong suốt 10 năm qua. Động thái này có phần chắc gây áp lực lên ứng cử viên Donald Trump sau khi ông này từ chối công bố chứng từ thuế của mình. Politico cho biết bà Hillary Clinton vẫn tiếp tục dẫn trước ông Donald Trump tại 3 bang quan trọng. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ này dẫn trước 4 điểm tại bang Iowa, 5 điểm ở bang Ohio và 11 điểm ở bang Pennsylvania. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà giảm bớt trong các cuộc thăm dò có liệt kê tên ứng viên của đảng Tự do Gary Johnson và ứng viên của đảng Xanh Jill Stein. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.